Mình chào các em, hôm nay chúng ta sẽ chơi câu cá bằng vỉ câu cá mới này. Đây là vỉ câu cá chỉ bí đỏ mua tại Việt Nam và mang sang Mỹ. Cái bộ này giá là 75.000 đồng, sản xuất tại Việt Nam luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy mở cái vỉ câu cá này ra. À, cái vỉ câu cá này có hình một chú cua các bạn ơi. Đây, cái cành cua ở đây. Thôi bây giờ chúng ta hãy mở ra đi nha. Rồi bây giờ chị Vi Đỡ sẽ để pin vào. Rồi có rất là nhiều chú cá trong đây. Wow. Rồi, đâu hết một con cá rồi. À, nó nằm ở đây. Rồi, hôm nay chúng ta có hai bạn búp bê chibi dễ thương. Hai bạn này sẽ đi thi câu cá. Chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ đi thi câu cá đó. Mình là Xanh, còn mình đây là Hồng. Chào các bạn, mình là Hồng. À, đúng rồi, tụi mình cần có một trọng tài. Ủa, trọng tài đâu mất tiêu rồi? À, trọng tài đến rồi. Trọng tài là một búp bê chibi chị đây. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm trọng tài cho hai em sinh đôi của mình. Rồi, hai em hãy vào vị trí nha. Ủa, vào rồi hết rồi hả? Thôi được rồi, để chị sẽ vào chỗ trọng tài thôi. Rồi, trọng tài đã ngồi vào vị trí, hai em không được chơi ăn gian nha. Rồi, cuộc thi sẽ bắt đầu, mỗi người cầm một cái cần câu màu xanh. Đây là một cái cần câu khác màu vàng. Rồi, 1, 2, 3. Bạn Xanh dính một cái rồi. Dính. Không dính rồi. Thank you.
em chú ý, sắp hết giờ, sắp hết giờ. Hai các bạn ơi, mình đã câu được 4 con cá rồi đó. À, còn mình thì mới có 1, 2 con thôi. Rồi, sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, chúng ta hãy đếm số cá của bé váy màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con cá của bé váy màu hồng. 1, 2, 3. Rồi, bé váy hồng đã thua cuộc rồi. Rồi, các em nên nhớ đây chỉ là cuộc thi có tính chất giải trí thôi. Bạn nào thua thì cũng đừng buồn nha. Rồi, các bạn này sẽ được xoay vòng vòng. Wow, đã rồi. Bạn màu xanh còn. À, mình muốn lên lại. Wow, màu xanh đã rồi. Thôi, màu xanh nằm luôn đi. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé.